dây số của tôi. Dây số của tôi. Dây số của tôi đâu? Dạ đây, dạ đây. Cái cây gậy. Số tôi có đủ không nữa nè. Thiếu tờ nào nữa không nè. Thôi, tôi không có cố ý đâu. Bây giờ tôi đền lại cho anh nha. Thì tình là anh. Định cướp đồ của con á. Cái thân xác bự như vậy, cái tướng á còn mập hơn bà xã của tao nữa. Tại sao con không đi làm, không đi lao động mà đi ăn cướp? Hả? Hả? Hả cái gì của trứng chóc nữa? Thôi, không ai tao bắt giao công an rồi nha. Đưa đây. Nhanh ra đây. Đồ với con. Ừ. Dạ, ba con bên Mỹ, ba nói sắp về nên là con lên đây ăn Tết với ba. Chị hả? Rồi tự nhiên cái ba nói là cận Tết ba mới về. Giờ con cũng không biết sao nữa. Ông, bây giờ tính làm sao? Không biết nữa. Con tính làm sao? Dạ. Thôi thì chắc con về quê quá à. Chứ giờ cũng đâu biết sao nữa đâu. Ý chàng ơi, đâu có được. Con mới lên rồi tiền bạc, điện thoại rồi bị giật hết rồi, về làm sao được. Không ấy vậy đi. Bây giờ tới nhà con trai bác á, ăn cơm rồi ngày mai mình tính tiếp nha. Ừ, vậy đi. Dạ. Ông, nè, ông cầm đi. Dạ, đây con đó, được rồi, để má nó ẵm nó. Đi con. Để đi. Chàng ơi, ông ơi. Con trai tôi nó đói, nó chui rút luôn ở trong này rồi nè. Thôi, dán dỗ nó. Xíu nha con. Dỗ nó đi, về nhà rồi cho nó ăn. Ừ, ráng nha con. Mà con nhìn thì con càng thấy quen nha. Sao quen được, con mới gặp nó mà. Con thấy giống y chang cái con heo hồi sáng nó quậy banh cái xe con luôn à. Mà thấy dễ thương lắm. Té ra là bác cháu mình đi chung xe đó hả? Ủa vậy hả bác? Vậy mà không biết. Thiệt tình. Mà sao cái con liễu này sao mà nó lâu lắc quá. Có khi nào nó đi lạc đường không? Nó điện. Alo, liễu hả con? Từ cái chỗ đó lại cái chỗ ba má đang đứng là có một cái khu công viên, có mấy cái nhà cao tầng nữa. Khu kia nguy hiểm quá. Ừ. Có người bị giật đồ. Ba chờ con ha. Nó biết rồi, lát nó tới. Chờ nó một chút đi. Ủa? Mới rồi hả? Tới. Con chào bà ngoại, con chào cô. Giỏi. Cô chào con. Dạ em chào chị. Ủa ai đây ba má? Cô chào mẹ mà mẹ chưa chào cô kìa. Chào em. Ủa ba má đây là ai vậy? Đừng nói ba má dắt mối tử dưới quê lên cho thằng Thiên nha. Có con. Trời ơi mẹ ơi. Hả? Gì nữa? Mẹ hỏi ông bà ngoại mà mẹ trả lời hết luôn rồi. Để chân nhỏ sửa lưng hoài hả? Quỷ khó ghê luôn á má. Thôi đi mẹ về. Mẹ chở con quỷ. Nhưng mà thôi giờ ba má lên xe đi con chở về. Thôi đi lên xe. Dòm đi. Nghĩ sao cái xe ba lớn gì mà chở hết ba người với đống đồ này. Muốn công an phạt hả? Hả? Không có nón bảo hiểm nữa. Bây giờ tính sao? Thì bây giờ con chở từng người về. Chắc tới mai quá à. Thôi mẹ ơi, mẹ khỏi nghỉ đi, con nghỉ rồi nè. Sao vậy? Gọi taxi là xong mà. Giỏi cho ngoại của ông. Đào, anh về mua heo quay mà, đâu phải mua heo sống đâu. Đem heo sống về sao anh biết quay? Lộc Hội! Lộc Hội! Lộc Hội! Nè! Only you can make all this world see. Trời đất ơi! Thiên ơi! Mày làm cái gì vậy Thiên? Trời ơi! Tôi đi ra lầu! Đi nhanh! Ôi trời ơi! Hai đứa này! Trời ơi! Cái gì cũng từ từ với tụi con! Dạ ba má! Mình là con gái mà! Dạ đâu! Trời ơi! Tình cảm tụi nó khăng khít nhau rồi đến mức độ mà tụi nó không kiềm chế được. Nó quen nhau hồi nào mà mình cũng không hay luôn á. Trời đất ơi! Nhỏ này không có nói với má gì hết à. Mà cô đây vô đây làm gì vậy? Thì lâu ngày quá không gặp. Lâu ngày ngắn ngày gì? Tôi quen cô đâu? Nè bắt cái con gì con lợn gì đó đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên.
Ủa chị, té ra là tụi con không có quen nhau hả? Dạ. Con nói gì kỳ con không biết hả? Không biết gì đâu. Trời đất trời ơi. Ờ con Lộc Hợi đâu? Con tránh ra coi. Lộc Hợi gì sao má biết con đó nữa? Cái con đó là con trai của má. Hả? Em của con đó. Mà trời đất ơi, sao vậy Thiên? Trời ơi sao mà con ốm yếu quá vậy hả? Ốm trai chứ của con má. Không có yếu đâu. Nè, khỏe lắm. Nhưng mà ông ơi, trời ơi, Thiên tình nè. Đâu, bà nói tôi thấy nó cũng còn cứng cáp. Con chuột không? Thịt. Chuột gì? Xương không cái chuột. Nó cứng ngắc mà bà nói gì vậy trời ơi. Con không biết người này là ai hả? Con có biết cái gì đâu. Trời ơi, con mau quên quá. Đây là Mai ở sông trên, cháu cô Bông. Mai sông trên. Cái người ngày xưa ba tính hỏi cưới cho con đó. Hả? Hả cái gì mà hả? Bắt con heo lại cho má. Nó đâu rồi? À dạ. Bắt lại con. Long Hồi à. Thiên bắt lại con trai của má đó. Bắt lại. Trời ơi chết tôi rồi. Ra con trai của má ơi. Trời ơi hư cái nhà hết. Trời đất ơi, công tình tôi chăm bón, chăm sóc cho cây trồng của tôi mà bây giờ sâu bọ nó ăn hết rồi. À ba má ơi, chừng nào ba má mới chia gia tài cho con vậy? Ủa em ơi. Gì mình? Anh làm xong này rồi làm gì nữa? Anh á, bây giờ anh đi vô anh đứng kế bên ba má đi, ba má sai cái gì thì anh làm cái đó. Con bưng mấy cái này ra ngoài cho má. Dạ. Ba má thấy con thiết kế nhà này đẹp không ba má? Dư thừa rối rắm không có hữu dụng. Cô Mai sấm trên kia. Tôi hỏi ba má tôi chứ hỏi cô đâu mà đặt trả lời giùm vậy. Nè, cũng may là nó trả lời giùm ba nha. Chứ thôi con hỏi ba không biết nói gì. Nói đẹp thì không đúng. Mà nói xấu thì tội nghiệp con. Nè, cái cô Mai kia. Lo làm việc của mình đi, lăn xăng y như con heo vậy. Anh hay ghê nha. Mới gặp tôi con lần đầu mà biết tôi tuổi heo rồi. Wow, thiệt gì luôn hả? Trùng hợp quá nha. Bởi vì nãy giờ tôi không phân biệt được đâu là cô, đâu là heo luôn. Đâu có quan trọng, miễn dễ thương là được. Miễn sao con nhỏ đó đẹp bằng mình. Mà ly để đâu vậy? Tôi lấy cho. Muốn tìm ly thì tự đi tìm. Hỏi tôi sao tôi biết? Ủa nhà anh không biết ai biết? Tôi biết, nhưng mà tôi không tức nói cho cô đó được không? Khỏi dọn, xong rồi. Tụi con má có đem trà bông ở dưới quê lên ngon lắm đó. Phải chi nhà có mấy trái khổ qua, cái bắt đầu má cắt ra, cái mình ngâm nước đá lạnh á, xong mình uống vài lon bia ngon lắm luôn á. Bà hay quá ha. Bà làm như là bỗm nhậu á, bà ăn ẩu qua là bà uống bia nữa hả? Trời, tôi tưởng tượng. Từ cái đó là món nhậu mà. Má thích không? Để con đi mua về cho. Thôi. Khỏi đủ rồi. Thôi. Gì vậy? Tôi chắc chắn cái nhà này không phải của anh. Cái cô Mai sấm trên kia, cô đâu phải người có trên đâu mà ăn nói gì kỳ vậy. Cái nhà này không phải của tôi với của ai. Thì tại sao có nguyên một cái giường ra như vậy mà anh không thấy? Làm sao tôi không biết được. Ăn đi em, ăn đi. Tôi hái ăn hoài cái gì. Bỏ đây không? Ăn đi. Thôi, hai đứa này thiệt giống chó với mèo vậy, ăn cơm đi. Xong rồi đó. Ăn cơm ông ơi. Nè, cháu ngoại xuống kìa. Ăn cơm đi. Em, tôi đi xuống kìa. Em cứ đi. Con trai. Dạ. Rửa tay chưa? Dạ con rửa tay rồi. Cơm. Ăn cơm. Rồi. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi. Bới tụi ít. Để con bới mấy chuyện này. Được rồi nè đó. Cảm ơn ông. Thôi. Ăn đi tụi con, ăn đi. Dạ. Ăn đi. Dạ. Thiên nè. Dạ. Cảm ơn má. Ăn đi con nha. Dạ vô. Nè con ăn nhiều vô nha. Dạ. Con biết ngay mà con đứng thứ 6 trong cái nhà này sao cả con heo luôn á. Là sao? Ba má lo chia gia tài cho con đi. Mẹ. Sao cái con nhỏ này đòi chia gia tài hoài vậy ta? Chứ giờ hả, con muốn mua đất ở Củ Chi, bây giờ con cần tiền để mua đất rồi để con trồng rau. Suốt ngày con trồng trên cái iPad á, riết rồi mắt con hư luôn á. Mẹ ơi mẹ, mai mốt bà ngoại chia gia tài cho mẹ chia gia tài cho con nha. Trời đất ơi, chi vậy? Chi vậy trời, con mới bên lớn mà. Dạ, để con lấy cái số tiền đó. Con đăng ký một khóa học dành cho mẹ. Đó chính là khóa học L hay Ý đẹp. Ý đẹp. Đó, thấy nhỏ sửa lưng hoài hay không? Mà chị Hai à, em cũng không biết chị nung nóng cái gì nữa. Em nói thiệt nha, có nhiều em nhượng chị hết á.
Nhưng mà thôi, trong lúc này thì đừng có nhắc nữa, để cho ba với má ăn cơm ngon. Ừ, đúng rồi đó. À, ba má, hồi nãy con rủ ba má đi ăn nhà hàng mà má không chịu. Chuyện lát ăn cơm xong á, con sẽ dẫn ba má đi lên cái tòa nhà cao nhất thành phố này, uống cà phê, ngắm cảnh chơi ha. Thôi, má chỉ muốn ăn cơm xong rồi ở nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp, coi tivi, xong cái làm kiệu để ăn Tết, vậy thôi. Ha không ha. Còn ba thì ở nhà kể chuyện tặc răng cho cháu ngoại nghe. Ba, ở nhà mình vừa uống trà mình vừa nghe chuyện tặc răng, vui lắm ba ha. Tặc răng chứ không phải là tặc răng. Dạ. Còn con á, con cũng thích ở nhà, đi ra ngoài vườn tưới rau vui hơn. Tại này cái cô kia, tự nhiên ban đêm mà đi ra ngoài vườn tưới rau, người ta nói là cô bị khùng. Cái cuộc vui nào cũng phải tàn, mà cuộc hợp mặt nào thì cũng phải chia tay, đúng không? Cô hiểu cái ý tiếp theo tôi định nói gì không? Muốn đi đâu rồi để mai đi. Chứ giờ thân gái thì sao mà đêm hôm kia khoác mà giảm trường chứ gì con. Đúng rồi đó, nguy hiểm lắm á con. Bác tính vậy, ăn xong đi, hai bác cháu mình nghỉ ngơi, cái làm kiệu để ăn Tết con ha. Rồi cái đi ra vườn rau á, mình tưới rau để có rau mà ăn. Ừ, Thiên nè, hồi nãy má đi ngoài đầu hẻm á, má thấy là ngoài đó có cái chợ nhỏ nhỏ. Rồi để mai má với ba đi ra đó đi cho nó gần, khỏi đi siêu thị má công tốn tiền lắm con à. Ủa con nhớ ngày xưa là ba với má thích đi siêu thị lắm mà, sao giờ ngược lại vậy? Bởi vậy anh kỳ cục ghê, nhà có mua cái vườn rau xanh mướt vậy mà không biết tận dụng, suốt ngày đều đi siêu thị. Đúng là con người anh á bị công nghiệp hóa quá rồi. Nó nói đúng đó con. Thôi ăn đi, ăn đi. Mai con ăn miếng nữa đi nghe. Ba. Sao biết ba thích ăn cái này? Đó, con nói mà, con chỉ đứng thứ 6 trong cái nhà này thôi, sao có con heo của má luôn. Nhưng mà em đứng thứ nhất trong lòng anh, được chưa? Rồi, mình ăn cơm nào. Rồi, cả nhà ăn cơm nha. Dạ. Dạ rồi. Chắc chắn là ngày hôm đó con sẽ hoàn thành. Con cũng hy vọng là ngày hôm đó con sẽ gặp chú để con có thể trình bày về dự án này. Dạ, cảm ơn chú. Dạ rồi. Dạ. Nè, cô rảnh không? Cô rảnh quá, cô đi về nhà của cô đi. Đó còn đặt tấm heo này nọ nữa. Cô biết con heo đó là ba má tôi đem lên làm gì không? Gì? Để quay đó đó. Tắm gội sấy tốn tiền điện, tiền nước nhà người ta. Đây. Gì? Tôi mang đi xử nó luôn. Đi đó. Cô bị khùng hả? Làm gì vậy? Nóng. Tôi nói cho anh nghe nha, anh mà dám quay lọc hời của tôi á, tôi quay anh luôn á. Tôi thách cô quay tôi luôn á. Con heo này của tôi. Buông ra. Đưa đây. Làm gì vậy? Buông ra làm gì vậy? Của tôi trả lại cho tôi. Cô làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Trời ơi, giờ quá, nó đái rồi. Ê nè, anh phải đàn ông, giờ có biết nhường phụ nữ không? Honey. Honey. Nè, anh đứng lại coi, tôi chưa có xử xong gì hết trơn mà. Cáo Quỳnh Hiền vào. Em đi vô đây. Trời ơi, anh em họ thì anh em họ cũng phải mặc đồ của mình. Tự nhiên mặc đồ của anh mình kỳ quá à. Nè, hai cái đầm này đi, đầm của chị. Cởi ra, cởi ra. Ơi, cái gì vậy? Anh em họ thì cũng phải vô phòng gõ cửa chứ. Vô phòng gõ cửa gì? Phòng này phòng của tôi vô chứ gõ cửa gì? Ông anh họ là ông anh họ. Cái phòng này anh đổi cho em rồi. Còn bây giờ cái phòng của anh là phòng làm việc kìa. Mặc được chưa? Rồi. À, trời đất ơi, bà chết rồi. Bà làm cái gì vậy? Con lọc hời của tôi. Không phải. Bè, tôi nói bà nghe, con heo của mình nhỏ hơn, con này bự hơn mà. Bự hơn nó bơm silicon vô rồi nó quay nhỏ. Không phải đâu. Nó không rồi có ơi, phải. Cái nào mà nó ôm con. Tội nghiệp. Trời ơi, trời bác. Nó quay vàng ôm rồi ông ơi. Lọc hời hả bác? Sao con mới sơ sơ có một chút mà. Nè, em họ ơi, em bớt lại đi. Em có thể quay chó, quay gà, quay vịt, quay gì cũng được. Nhưng mà anh Thiên của chị á, em né ra, em không được quay anh của chị nghe chưa? Dạ, con thưa hai bác.
đây là con heo con mua về để con mời hai bác ăn, chứ còn con lộc hợi của hai bác còn nguyên hà. Con nó đâu? Cô con lộc hợi đâu? À, nó kìa bác. Trời đất ơi, con tôi đây nè. Trời ơi, con trai của tôi, con trai cưng của má. Má tưởng người ta quay con rồi chứ. Có đâu, đợi lớn mới quá. Cái gì? Không có, ý con má nó dễ thương mà sao mà quay được. À, tôi có thể hỏi cô xin lỗi cô là ai ạ? Dạ, đây là bạn của con. Dạ, bạn gái của anh Thiên ạ. Tụi con sắp cưới nhau rồi. Sao cô chị? Dạ. Có gì đâu mà ngại anh, vô duyên quá, có gì đâu mà ngại. Anh này đem con heo đi ra làm sao chặt cho ba má ăn đi nè. Dạ, để con làm nha. Đi anh, đi nè, cầm đi. Lẹ lên. Nhưng cái gì mà Nhân? Nhìn thì thấy cũng xinh xắn, cũng bạc thiệp. Nhìn cũng sang trọng, mà hình như cũng hơi xéo sắc. Thích ăn heo quay kìa. Thôi, bác tưởng thằng Thiên chưa có bạn gái, chứ nó có rồi thì... Thì cũng không làm con dâu của bác được, thì làm con gái nuôi hen. Ủa? Ủa cái gì? Nhìn cái mặt là biết buồn rồi đúng không? Đâu có. Thương chưa? Bà nè, anh không có hài lòng cái chuyện em nói với ba mẹ lúc nãy đâu nha. Em chuyện gì cũng được á, trừ cái chuyện đó. Nói gì? Anh không nhớ cái lúc mà anh mượn nhà em để đón ba mẹ lên á, anh hứa với em gì hả? Anh hứa gì đâu, thì em yêu cầu cái gì thì anh đồng ý đại đó thôi. Đồng ý đại gì? Em nói là anh phải làm cái gì đó cho em vui. Thì cái chuyện mà anh thừa nhận em là bạn gái của anh em vui hết rồi. Có gì đâu mà ngại, trời sớm muộn thì anh cũng lấy em. Hả, cái gì? Ai nói? Rồi anh phải lấy em chứ, anh lấy em mới được cái nhà nè. Nè, nói cho cô nương nghe nha. Đó. Anh nghĩ anh với em là bạn nhau, cho nên anh mới mượn cái nhà của em để đón ba má anh lên. Chứ không phải là anh đây không có tiền mua nhà mới nha. Đó. Anh đang tìm mà chưa ra căn nhà nào mà hoành tráng khang trang thôi. Hiểu chưa? Em đừng có đem căn nhà này ra khè anh nha. Khè anh nha. Gì hả? Em có lỗi hả? Chứ sao? Xin lỗi nha. Hai bác ơi! Cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Em làm cái gì? Ra nói sự thật. Trời ơi! Ba má anh không biết cái chuyện anh bán nhà đâu. Sao anh không nói sự thật? Đi. Nói nhỏ nhỏ thôi. Em giữ bí mật giùm anh đi. Nếu xem anh là bạn thì giữ giùm anh. Còn không á thì nghỉ chơi. Đừng xem anh là bạn nữa. Đừng có nghỉ chơi. Anh sợ. Vô đây em. Sao? Má thấy rồi. Heo dễ thương quá. Nè, con trai, con gái, con dâu, đứa nào ngoan lại phụ má ăn tay coi. Ủa gì kỳ vậy? Sao gì con gái con dâu gì? Sao nói em họ mà? Dâu là đây nè, gái là ai? Mẹ em dễ thương lắm, ai cũng có thể làm con được hết. À, con heo cũng làm con được, hay là à, em họ cũng làm con được luôn. Nhanh đi. Dạ, gọi con heo này. Rồi đem qua đây. Đem qua luôn không hả? Rồi. Chắc có heo. Dạ, con mời bác gái. Không. Bác bị mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ, cho nên bác không có ăn heo. Bác thì cũng hạn chế ăn đạm nhiều tại vì lớn tuổi rồi. Nè con. Ba, con đang giảm cân mà ba. Dạ ba. Nè. Thôi con bị máu trong người không ăn đâu ba. Nè cháu ngoại. Con đang tập ăn chay để con cầu xin cho mẹ con sớm mua đất để trồng rau. Thằng này cần gì mà ăn chay vậy? Bây giờ ông bà ngoại chia gia tài cái là mẹ có tiền mẹ mua đất liền cái gì? Đây là con. Dạ thôi, con tuổi con heo, con thương heo lắm nên bình thường con không bao giờ ăn thịt heo hết. Ba. Con ăn không? Con là cực kỳ ghét con heo luôn, cho nên con không bao giờ ăn thịt heo. À, thôi trả về cho khổ chủ. Dạ con cảm ơn, con thích ăn thịt heo lắm cả nhà mình ơi, để con ăn cho. Cô nào đó ác quá, khổ mà hành con dâu nhà này, chắc mình cũng nằm trên bàn thả thân thôi. Dạ con tính vậy nè, rồi á một lát nữa cả nhà mình á đi đến trung tâm thương mại nổi tiếng ha, lớn nhất luôn, mua cho bác gái một cái bộ trang sức bạch kim nha. Cô chàng ơi. Rồi á hả, con còn dắt cả nhà mình, anh chị thích cái gì mua đồ hiệu hết đi, cái Tết này mình ăn cái Tết hoành tráng luôn, ăn Tết này ba má em qua chơi. Thôi con ơi, hai bác không có hợp với lại mấy cái thứ đó. Còn mà Tết mà anh chị xui qua chơi á, có gì mình chạy ra chợ mua đồ ăn. Trời, ha. Ủa chợ búa gì bác, trời vậy bình thường bình dân lắm. Chị dâu tương lai à, nhà của bác em đây á là vừa đẹp vừa sang từ trong bản chất ra rồi, nên là không có cần đắp mấy cái thứ hàng hiệu đó lên thì mới sang được đâu.
Hợp ý bác đó. Dạ hợp ý hai bác nhưng chưa chắc gì hợp ý anh chị con. Cũng muốn là không hợp lắm nhưng mà cái câu này là phải hợp thôi em. Em biết anh chị không thấy hợp đâu. Thật ra thì trong tình huống này em họ anh nói cũng chưa chính xác lắm. Nhưng mà bây giờ anh thấy nó cũng hơi tạm chính xác. Ủa mẹ, là sao vậy mẹ? Lúc bà ngoại nói cô Mai là cháu của bà Bông xóm trên mà giờ sao lại trở thành em họ của mẹ vậy mẹ? Mà em họ là em họ như thế nào vậy mẹ? Ồ, làm sao vậy anh? Làm sao vậy gia đình mình ơi, em họ ơi? Làm sao bác? Ơi, cái thằng cháu ngoại này nó nhiều chuyện quá. Có nghĩa là con của ông chú ông Thiền. Con của cô ông Thiền. Con của cậu nó. Anh sao em không hiểu, em không chịu đâu. Nói chung là cái gia phả nhà anh nó hơi rối, nó hơi phức tạp chút xíu. Để anh vẽ xong cái dự án anh còn đang dang dở xong, anh sẽ chuyển sang vẽ cái gia phả nhanh rồi anh đưa cho em xem, lúc đó em dễ hiểu ha. Em họ ở chơi chừng nào về? Nó đồ về quá trời luôn, nhưng mà bác không cho nó về. Bởi vì còn có mấy ngày nữa Tết rồi, nó phải ở lại để nó chờ ba nó ở nước ngoài về, xong rồi hai cha con cùng về quê luôn. Ủa? Anh Thiên nói là Mai có nhà ở đây mà bác. Có nhưng mà không ai ở. Dạ thôi, con thay đổi ý định rồi. Lát nữa ăn cơm xong rồi con về luôn. Ê, sao được? Không có được, ở đây. Ủa cậu Thiên ơi cậu Thiên, mai mốt cậu Thiên lấy cô Đào, vậy con qua nhà cậu Thiên chơi. Cô Đào có đuổi con không? Trời đất ơi, bị hết sức. Bé này nói gì mà ngộ nghĩnh ngô nghê quá vậy con. Tự nhiên cái người nhà của cậu Thiên cũng như người nhà của Đào sao mà đuổi được. Với lại cái nhà này là nhà của cậu Thiên, đâu phải nhà của Đào đó mà đuổi. đúng vậy đó. Thôi, ăn đi. Dạ, để con ăn heo quay. Dạ. Mời cả nhà ăn cơm nha. Dạ, mời cả nhà ăn heo quay. Dạ, ăn đi. Uống đi rồi làm con. Cảm ơn má. Ăn bánh uống nước nè. Dạ cảm ơn ba. Sao ba với má ăn cùng với con luôn đi. Đừng có mời má con. Sao vậy? Má con dư ly pít lắm rồi. Ủa? Nãy giờ con ngồi ở đây mà con không phát hiện ra. Ủa mấy cái lồng này là ba làm để chùm lên bóng đèn hả ba? Không, ba không có làm. Gì ai làm? Không lẽ là anh Dương, anh rể dạo này đi theo con á, không nhận mắt thẩm mỹ lên tay quá. Đâu có, tôi làm mắt. Cái gì? Thôi xê ra, đừng đứng đây quăng bom nữa. Không tin hả? Không tin hả? Mất tình đi. Phải không bác? Nó làm đó. Thì ra là cô Mai sớm trên làm đó hả? Đúng rồi, anh Thiên sớm dưới à. Có những người từ xưa đến giờ chưa bao giờ được khen, cho nên á chỉ cần được một lời khen là nhảy vô chụp liền. Nhưng mà đâu có ngờ là những lời khen đó toàn là lời khen điệu. Hèn gì mà anh điệu dễ sợ. Công nhận mấy cái lòng này á quá xấu, làm mất cái vẻ đẹp của bóng đèn người ta. Thôi ba má ngồi đây chơi nha. Còn con xíu làm. Tự nhiên đang làm ngon lành. Nè, đem đi uống đi con. Đem đồ ăn. Để đây ba má ăn đi. Má dư ly biết rồi. Đem đi. Đi nha ba má. Rồi ngon rồi, để tôi ăn cho. Thôi để tôi ăn. Cười cái gì? Nó là con trai của tôi đó nghe. Công nhận mắt thẩm mỹ con cũng tốt thiệt. Trời đất ơi, mèo khen mèo dài đuôi kìa ông. Con chọc bác mà. Thiên đâu rồi? Ra đây cho tôi. Cái gì vậy? Ai vậy? Nè, kêu ra. Trời ơi. Ủa, anh Hai, anh làm gì vậy? Thiên ơi, không ổn rồi Thiên ơi. Không vui gì, bình tĩnh đi. Anh đã làm mọi cách rồi. Anh đã ngụy trang đủ kiểu. Mà cái tụi đòi nợ nó biết điều, nó kéo tới đây rồi. Cái gì vậy, em làm gì vậy? Tụi nó kéo tới đây. Trời đất ơi, gì?
Vậy là chết rồi. Trời ơi, em đã nói với anh là anh phải cẩn thận mà, đừng cho tụi nó theo dõi đến nhà. Lỡ tụi nó ba má mà biết là em chết. Trời ơi, anh rất cẩn thận lắm mà, anh đã làm một cách anh cũng giờ anh không biết làm sao nữa. Bây giờ trời ơi, chắc chết chung quá. Trời ơi, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Ai biết làm sao, làm sao ai biết làm sao? Gì đó? Tôi thấy là sao? Theo em á, cái dự án mình nó quá lớn về diện tích, cái quỹ đất nó tới 200 hecta. Nghĩ mình nên phân lô làm sao? Cái lô này anh nghĩ em nên bao lô đi. Lô đánh đề bị gì vậy? Ơ má. Ủa má. Má 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 đâu vậy? Má đi hái rau. Hái thôi không được hái rau. Cái chuyện nặng nhọc này á thì để cho con. Trời đất ơi, con là đàn ông con trai làm chuyện đại sự cho ai đi hái rau. Ê má. Má má không được đi. Cái gì vậy tụi bay? Công việc này nặng nhọc đi. Nè, cái cô mày xóm trên kia. Con nghĩ sao mà má tôi hái rau mà cô nhìn vậy? Cái chuyện này là cô phải làm. Nè, tập làm dâu đi là vừa rồi. Dạ đúng rồi, để con bác vô sau đi ha. Vô trong đi, vô trong đi, vô trong đi. Được rồi, má vô nghỉ đi. Hái rồi đem vô sao cho bác nha. Vô đi mà, ở trong đó nha. Anh hai. Sao? Bây giờ anh hai giữ chân ba má nha. Đừng cho để ba má đi ngoài đó. Ok, ok. Rồi em đi đâu? Em đi đâu? Để mình nói chuyện tụi nó. Cái đâu rồi đó, tụi nó gặp em, tụi nó xả cái em chết. Rồi cái vợ anh chém anh chết luôn, rồi cả nhà mình chết chung nữa hả? Nhưng mà không được. Không được cái thôi. Được rồi. Để tôi. Mấy người sừng sỏ cái gì vậy hả? Nếu mà muốn lấy mạng á, tới đây mà lấy. Vợ chồng tôi ở đây nè, chém giết gì cũng tùy hết. Còn nếu như muốn có tiền á thì làm ơn để cho vợ chồng người ta yên ổn thì mới làm ăn trả lợi cho mấy người được chứ. Cái thiệt cái lợi như thế nào biết rồi đó, chọn đi. Tụi tôi tới đây á muốn gửi tâm thư cho anh Thiên, kể cho anh nghe cái nỗi khổ của tụi tôi á, thì phải chờ cái dự án đó để có chỗ ở. Cả cái gia tài tôi có nhiêu đó thôi đó cô. Là sao cô? Còn làm ơn nói với anh Thiên á, trả tiền lại cho tụi tôi đi cô. Tụi tôi khổ lắm rồi. Anh nói năm ngoái á giao nhà cho tụi tôi mà giờ tới giữa năm rồi tôi chưa có nhà tôi để ở, tôi khổ dữ lắm đó cô. Thôi được rồi. Chuyện đâu còn có đó. Mọi người cứ bình tĩnh đi. Mình đừng có làm. Người ta đang im lặng à. Mấy người ở đâu mà lại la lối sùm mà. Bà ơi. Không cho người ta ngửi nghe vậy. Thôi bà ơi. Lối sớm mà bỏ qua đi bà ơi. Dễ dãi với người ta chút. Thôi mà. Bỏ qua đi bà ơi. Thôi bây giờ tôi hiểu câu chuyện rồi. Bây giờ mọi người cứ yên tâm nha. Về nhà đi, mọi người đừng có làm ồn ào ở đây. Tôi hứa là tôi sẽ giải quyết. Bây giờ mọi người về đi, ha. Cô nói cô nhớ giữ lấy lời nha cô. Tôi khổ dữ lắm đó cô. Tôi hứa. Thôi, tôi về, cô giữ lời đó. Đâu? Tụi nó đâu hết rồi? Cô đi vô, để cho tôi. Đi về hết rồi. Tụi nó hên đó. Tôi mà ra sớm chút xíu, chết với tôi rồi. Em đã nói với anh rồi, dừng cái việc đi thuyết phục người ta lại đi. Mình có cái gì để thuyết phục người ta chứ? Công ty thì giải thể, tất cả dự án thì bị treo. Còn nhân viên tuy là người ta chưa có bỏ mình hẳn, nhưng mà vật vã với mình từ ngày này sang ngày khác. Anh nghĩ đây đi, mình còn cái gì đâu mà đi lại lục người ta chứ. Bây giờ có hai việc chúng ta cần làm. Việc thứ nhất á là anh cố gắng là trấn an tất cả những nhân viên sale còn lại của công ty. Việc thứ hai là việc của em. Em sẽ hoàn tất cái dự án này, rồi em thuyết phục ông Cường để ông đầu tư cho mình. Nếu mà được thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Mà Thiên ơi, anh thấy em làm bao nhiêu cái thiết kế rồi, có cái nào xong đâu em? Sai. Xong là xong lâu lắm rồi. Nhưng mà em vẫn chưa ưng ý. Em nghĩ là có cái gì đó chưa ổn. Mà cái gì đó em cũng không biết là cái gì. Em nói cái gì vậy? Thì chi phí cao, tính hữu dụng là không có, vấn đề là ở đó đó. Cô biết cái gì mà nói chứ? Bữa để bản vẽ với nhà tôi có coi qua rồi. Không liên quan tới cô. Cô lặn giùm tôi cho nước nó trong. Thiên. Anh thấy cô nói có lý đó nha. Cậu nó cũng đúng.
Tôi không hiểu con Liễu nó đòi chia gia tài để làm cái gì ông. Thì nó đòi thì bà chia đi. Ý chàng, đâu có được. Hồi xưa giờ nó không phải là cái đứa đổ đốn như vậy. Bây giờ một hai đòi chia gia tài cho bằng được. Lạ không? Tôi nghĩ trong cái chuyện này á, có khi nào do thằng Dương nó xúi không? Thằng Bảy, con mình hư rồi đổ thừa cho thằng rể à. Vậy chứ sao nó lại như vậy? Tôi không bao giờ nghĩ là thằng Dương nó làm cái chuyện đó. Bà nó đón già đón non. Cái đứa mà giờ đáng lo là thằng Thiên kìa. Nó đang cần tiền để làm dự án này dự án nọ. Chứ con Liễu nó cần tiền để làm cái gì? Ô Thiên, ô con, sao vậy? Nè 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 nè, đi dẫn thôi không á. Chào bà má mấy. Ơi, cái gì vậy con? Nè 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 nè. Để má đỡ không, con. Không không cần đỡ con. Ơi, nè, nó uống nhiều con... lắm nè, nghe mùi đầy con luôn á. Con tỉnh mà. Con mới đi tiếp khách về, thương ba má nhiều lắm. Thương ba quá. Thương má quá. Má biết rồi. Đây đây má dìu con lên không ha. Cần con trai của má bản lĩnh mà. Đi ra thương trường được là phải tự bước lên cái giường được. Được không đó? Đây đi à. À Liễu à, con pha ly nước chanh cho em con nó bồi dưỡng nha. Thấy nó làm việc quên uống nước luôn đó. Dạ con chào hai bác. Dạ tới hả con? Dạ. Ôi trời ơi, mai đẹp ghê. Ôi bác vẽ gì đẹp quá nhờ. Chữ à, viết hả bác? Trời ơi, hai bác biết không, bữa nay con với anh Thiên sẽ dắt cả rồi, nhà mình xong. Đi đến một cái trung tâm thương mại lớn nhất, sang trọng nhất thành phố này. Dạ. Yeah. Dạ, đi sắm đồ á bác. À, sắm đồ. Dạ. Chỗ đó chắc bán đồ hiệu không hả dạ, con? Dạ, đồ hiệu không mà mới phù hợp với cái đẳng cấp của gia đình mình. Chà, vậy là mắc tiền dữ lắm. Trời ơi, mắc lắm, mắc lắm. À, bác mới viết hai câu. Dạ. Con đọc. Con nghe, con nghiền ngẫm coi sao ha. Dạ. Câu thứ nhất. Trời ơi, đẹp quá nè. Xuân đến xuân đi xuân lại lại. Hay à. Quá bác ơi. Câu thứ hai con. Dạ. Tiết kiệm tối đa không thiệt hại. Trời ơi, câu đối hay quá bác ơi. Cái này không phải câu đối. Cái gì bác? Cái này là thơ con cóc bác à. Mới sang ta. Thơ con cóc hay ghê. Con hiểu không? Trời, hiểu chứ. Nè, xuân đến xuân đi xuân lại lại. Tiết kiệm tối đa, không thiệt hại, hiểu mà. À, dạ. Vậy thì bác tặng con, dạ. Mang về nhà, đọc rồi con nghiền ngẫm thêm ha. Dạ, bác tặng con hả? Ừ. Vậy cái này là treo lên tường phải không ta? À. Dạ. À, Đào. Dạ. Con đi pha cho thằng Thiên ly nước chanh đi. Hôm qua nó say á, bác thấy nó mệt lắm á. Ủa, hôm qua anh say hả bác? Ừ. Trời ơi. Ủa, nãy con nghe kêu chị Liễu đi pha nước chanh rồi mà. Nhưng mà con là người yêu của nó, con phải biết chăm sóc người yêu chứ con. Ủa, con chăm sóc dữ lắm á, nhưng mà chị Liễu chị làm rồi, con khỏi làm. Vậy nghe, con đi lên lầu với ảnh. Anh Thiên! Anh Thiên! Ây da! Ây da! Ây da! Trời ơi, hai người làm gì vậy? Hả? Rõ ràng rồi nha. Thì ra hai người vàng dựng, hai người lừa gạt tôi. Anh làm gì trong phòng tôi vậy hả? Tôi chắc là tối qua tôi xỉn quá tôi vô lộn phòng. Không, tôi thề đó, tôi không có cố tình, không có ý gì hết. Thôi đi, anh là đồ sở ra đúng không? Anh làm gì tôi? Tôi không có cố tình. Anh gạt em đúng không? Được rồi, vậy thì cái nhà này. Thì ra em không tin anh hả? Em tin anh lắm, nhưng mà em không tin nhỏ này. Nè,
ha, cô thấy anh sai cô lợi dụng, cô muốn sàm sỡ anh đúng không? Được rồi, cô đụng tới anh đi, tôi banh xác với cô luôn nè. Có mà đừng nói là người sàm sỡ, cô nói gì vậy hả? Được. Đừng cái gì cũng nói được nghe chưa. Còn anh nữa. Tôi biết cô là người quen của ba tôi. Đúng lý ra thì cô có thể ở đây đến lúc ba má tôi về, nhưng mà vì đây là nhà của Đào, Đào là người yêu của tôi, tôi không muốn làm cho cô buồn. Vì cô rất là ghen, cho nên cô hãy ý tôi không? Ok, vậy là tôi đi. Hello cô hai. À, đúng vậy. Dạ. Trời, vậy đi. Vậy đi. Anh chưa kịp giải thích gì hết mà xỉu rồi. Bây giờ anh sao đây? Trời, kiểu này chết tôi rồi. Anh Thiên. Thôi mà đừng có giận, Buồn mà tôi ra. Nghĩ thôi mà đừng có hất em ra vậy, đau lắm. Xin lỗi. Để tôi đi đi. Thôi anh đi đâu? Tôi đi mướn căn nhà khác, tôi lấy căn nhà lại cho cô chứ đi đâu. Nhà này nhà của mình mà tự nhiên kiếm nhà khác chi. Em xin lỗi, em biết em sai rồi. Tại em mà chị hai á mới sốc như vậy. Nhưng mà em đâu cố tình đâu. Cô biết cô sai, mà hồi nãy cô làm beng, làm loạn hết cả lên vậy. Xong chưa? Giờ tôi đi trước nha. Chị nào hai bác về cho tôi chào anh Tiến. Nè nè. Ủa, mình nói chuyện, mình buông tay mình nói chuyện được mà. Anh nói gì nói đi. Hay là cô đợi ba mẹ tôi về rồi nói ba mẹ tôi đi. Ôi mà người ta muốn đi thì để người ta đi chứ tự nhiên nè, đi. Nè, cô đó. Hiện tại là chị tôi đang hiểu lầm giữa cô và anh Dương. Chỉ có cổ nói với chị tôi mới tin thôi. Cổ mà không nói là cô chết chắc. Thôi em đi nha chị. Ôi, đi đâu vậy? Mình bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng anh mèo meo meo meo. Bà xã. Sao vậy ông xã? Uống với ông xã lon nước đi nào. Cũng may ha bà xã ha. Ừ. Cũng may là có bé Mai làm chứng cho anh. Chứ không thôi là chắc bây giờ bà xã không thèm nhìn mặt anh nữa rồi, đúng không? Trời ơi, làm gì mà không nhìn mặt. Em chỉ xỉu lên xỉu xuống không biết khi nào tỉnh hẳn thôi. Đó, em với má y chang nhau à. Cứ đụng chuyện là xỉu, đụng chuyện là xỉu. Rồi anh lo một ngày không biết là cái bệnh này có lây không nữa. Lỡ mà lây cả nhà mình, đụng chuyện cả nhà cùng xỉu, rồi ai giải quyết đây? Thì mình giải quyết. Lúc đó mình xỉu luôn rồi sao? Mình ơi, xíu nữa mình chở em đi ăn kem đi. Bữa khác được không? Tại vì anh có hẹn công việc á, lát nữa khách hàng sẽ đến đây. Thì không? Tranh thủ chút xíu thì anh qua đi. Tha thứ cho mình đó nha. Bà xã yêu. Ông xã yêu. Anh ơi, bên kia còn nhiều bàn lắm anh. Ừ, bên kia nhiều bàn. Ôi! Cái gì vậy? Ủa, cái gì đâu, cái gì? Đồ mạng. Cái gì? Anh định làm gì chồng em? Vậy à? Không, đồ nở. Chị thả ra. Giờ có thả ra không? Giờ vợ em mà. Anh Dương à, Tết nhất đến nơi rồi. Anh nhanh chóng thanh toán số tiền cho ông Đạo giùm em cái đi. Bên em cũng mất sức chứ bộ. Dạ, dạ em biết rồi. Thôi ông ấy. Mình làm gụm nước mát họng rồi nói tiếp nha anh. Được đó. Anh có thuốc không? Em gọi thuốc cho anh.
Anh thấy răng em có trắng không? Dạ. Trắng không? Trắng. Ờ. Em để răng trắng để làm gì? Do em không hút thuốc đó. Mà không hút thuốc thì để cho miệng nó thơm tho. Thơm tho thế mới đòi nợ anh được chứ. Chứ anh né em hoài à. Là sao anh chưa? Em nghe khỏi cái câu điện thoại tới anh. Alo. Dương hả? Dạ dạ. Em là Dương, dạ trợ lý anh Thiên. Dạ, em đây. Tao bên chỗ anh Đạo nè. Dạ sao? Anh là bên anh Đạo hả? Dạ dạ. Anh cho anh hỏi anh Đạo nào anh? Đạo cái đầu mày. Giỡn mặt cái tao hả? Dạ dạ anh tên Đạo em. Dạ em xin lỗi. Dạ. Em dạ không biết. Mày đang ở đâu? Dạ em đang ở quán cà phê gần nhà em á anh. Ê, anh không mấy anh chạy qua đây đi rồi anh em mình gặp nhau nói chuyện được không anh? Tao đâu có rảnh đâu mày. Dạ dạ. Chứ bây giờ mà anh qua nhà anh Thiên cũng không có anh ở nhà đâu anh. Dạ. Mày giỡn mặt với tao hả? Dạ dạ em đâu có dám giỡn mặt với anh đâu anh. Dạ. Dạ dạ dạ, dạ hứa em hứa em hứa chạy. Dạ 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 chào anh. Dạ. Alo dạ dạ em là Dương trợ lý anh Thiên đây. Dạ 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 sao? Bữa nay mà không có tiền đem nước miếng tới quăng vô mặt tôi nữa là tôi không để yên đâu nghe chưa? Dạ 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 trời ơi anh ơi em thiệt anh thề anh luôn em không có dám quăng bất kỳ cái gì vô mặt anh nữa hết thiệt. Dạ 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 dạ, dạ em biết rồi dạ em cảm ơn anh. Dạ chào anh. Cái công ty Hàng Gia Đạo này làm ăn kỳ cục thiệt. Cùng lúc á thì kêu cả một đống người đi đòi nợ, đòi được á thì chia mà không được á thì coi như uổng công vô ích. Anh Dương à, anh có tiền á anh trả cho em nha. Anh đừng có trả cho tụi nó. Sao vậy? Rồi em chia anh ít lại uống cà phê. Thế có chia luôn. Ừ. Anh nhớ trả tiền cho em. Dạ em nhớ rồi. Đừng đừng giờ em trả mà. Em đi. Mình ngày nào mình cũng tiếp mấy chục người như vậy không à? Mình cũng chưa bằng thằng Thiên đâu. Mình một ngày tiếp mấy chục người, có một chủ nợ. Thằng Thiên một ngày tiếp mấy chục chủ nợ. Em tính tôi có bao nhiêu người? Trời ơi cái này chết tôi rồi. Để cho em đưa cho, có gì cứ nói em. Đó, em là thân vật bự cho các anh. Đã. Dạ, nhớ chiếu cố cho em ha. Ok, ok. Dạ. Nóng quá. Nóng rồi. Nóng quá. Để cho em gặp cho. Nó chưa. Ok. Anh để kiểu tóc này nó hơi trẻ trâu ha. Sao em? Nó như vậy. Giờ đâu phải... Đâu anh? Anh cứ uống thư thả cho em thời gian anh. Dạo này kinh tế nó cũng biến động quá. Nhanh trai. Nãy giờ con nói cũng khô cái họng rồi. Ba má tính liền cho con đi. Hạt giống con cũng mua rồi. Bây giờ việc làm con cũng nghỉ rồi. Tức con cũng đặt cọc cho người ta mấy chục triệu rồi. Bây giờ ba má mà không tính liền cho con á, hạt giống của con nó lên mầm. Rồi đứt con đặt cọc á, cái người ta đó lấy luôn cọc của con á. Bây giờ ba nói cho con nghe nè. Tiền bạc tài sản, cái chuyện mà chia cho tụi con thì ba má sẽ chia. Ba má làm cốt là để lại tài sản cho chị em tụi con. Thấy không? Chứ ba má đâu có xài. Thì từ từ ba má tính chứ con làm quá. Thôi được rồi. Để má về dưới quê á, má coi miếng đất nào dư dư á, rồi má bán cho, rồi tính, hen. Sao cái lúc con gọi điện về cho má, con kêu má tính giùm con cái vụ đó đi, má không tính giùm con. Giờ má lên đây rồi má mới nói là sao? Trời ơi, cái con nhỏ này. Chị Hai à, hay là bây giờ chị Hai trồng rau trên mạng thời gian đó đi.
để em hoàn thành dự án này á thì chị hai muốn cái gì em cũng cho chị hai hết nha, hiểu không? Bây giờ chị hai muốn có đất liền, muốn trồng rau liền, muốn có rau ăn trước Tết được không? Trời ơi, giờ này trồng rau thì làm sao kịp mà ăn trước Tết. Chị đừng nói em á, chị là chị phun thuốc tăng trưởng nha. Gần Tết rồi, còn mấy bữa nữa mày trồng rau. Ủa mày tính rau thạch xanh hả? Không biết đâu, ba má tính cho con đi. Thằng Thiên nó còn có công ty này công ty nọ, còn có dự án này dự án kia. Con làm công nhân thôi à, mà xài tiền chồng con cũng nhục chứ bộ. Mà đã vậy chồng con còn là trợ lý của con Thiên nữa, con nhục chứ bộ. Bây giờ con muốn làm chủ trang trại rồi. Ba nói là từ từ ba má sẽ giải quyết. Con không chịu, con muốn làm chủ trang trại rồi. Tính liền cho con đi. Ba má giúp được chị hai gì thì ba má giúp, còn riêng phần của con thì ba má đừng lo, con không cần chia chác gì đâu. Thôi bây giờ cả nhà mình vui lên đi, con sẽ nấu một bữa cơm cho gia đình mình nha. Chị hai tính đi nha. Nha ba má, tính liền cho con đi con. Nè, vô phụ con tay coi ngồi đó làm gì. Bà hả, tôi mới về viết được cái câu là chúc Tết đến trăm điều như ý, mới viết được cái chữ mừng của câu đối bên kia. Bà tìm cách mà đối lại một cái. Vậy ơi kêu tôi đói á hả? À để coi thử coi cái câu gì. Chúc Tết đến trăm điều như ý. Dưa hành củ kiệu chấm mắm nêm. Dưa hành củ kiệu là còn được, có mắm nêm thấy kỳ quá. Đọc nghe nó dần mà. Dần cái gì? Hai câu đối này treo phòng khách, có chữ mắm nêm làm sao treo được. Ủa chàng ơi, ông treo phòng khách hả? Ông bà vợ thua rồi. Tôi ơi, sao mà trần tục quá vậy? Tôi có rành đâu nè, tự nhiên kêu tôi đói không biết nữa. Mai. Dạ. Con tưới cây hả? Dạ. Bây giờ bác có câu đối là chúc Tết đến trăm điều như ý, con đối lại giùm bác coi. Mà chữ đầu tiên là phải chữ mừng nha. Con nhớ bình thường bác văn chương một bụng luôn mà, sao hôm nay hỏi con? Đó thì bác muốn con góp ý vô cho nó vui nhà vui cửa mà. Hồi nãy bác nói câu đầu tiên là gì bác? Chúc Tết đến trăm điều như ý. À vậy mừng xuân sang dạng sự thành công được không bác? Thấy chưa? Thấy chưa? mừng xuân sang, mừng xuân sang. Ủa? Mừng. Anh chị dạ. Đi tập thể dục về hả? Dạ dạ. Dạ. Ủa, anh viết thư pháp được luôn hả? Hay quá vậy. Thì viết chơi giải trí mà anh. Tụi tôi mua chân á là phải một cặp gần cả triệu bạc đó anh à. 1 triệu một cặp. Dạ. Thôi Tết nay vậy nè, để tôi viết tôi tặng cho hai người một cặp về treo chơi mấy ngày Tết. Từ khi cái nhà đó xuất hiện á hả, ta nói hả, đàn đàn đùng đúng á, ồn ào phức tạp bực cả cái mình. Kệ người ta bà ơi, có cái miệng bà vô á thì đâm ra phức tạp thôi à. Làm như vậy mình ăn mới ngon. À, mừng. Đó, anh chị đi chợ hả? Ủa, anh chị. Em mời ngồi. Làm chịu ăn Tết chưa? Chưa. Chưa chưa, ngồi xuống đây làm chung với tôi cho nó vui. Con trai mình ở nước ngoài gửi tiền về, mình không có thời gian để mà xài. Hơi đâu mà làm ba cái thứ này. Thôi, đi bà ơi. Trời đất ơi. Đào à, em sang đây dễ kỳ lắm không có được đâu. Cái gì đâu kỳ, nhà này nhà của em qua đây mở là bình thường. Đào à, cực chẳng đã anh mượn nhà em để đưa ba má anh lên đây ở, tại vì anh không muốn làm cho ba má anh buồn. Nàng em thương anh á, coi anh như là một người bạn của em thì em đừng làm khó nữa nha. Em có làm khó anh đâu, còn nếu như anh thấy cái nhà này nhỏ quá, gia đình anh ở không đủ thì thôi em qua phòng làm việc em ở với anh. Trời ơi, bây giờ anh phải giải thích làm sao em mới hiểu đây, khổ quá. Mà ba của anh là làm thầy giáo còn phong kiến như lắm, sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này xảy ra đâu. Em biết, nhưng mà bây giờ có con nhỏ nào ở chung với anh thì làm sao em chịu nổi. Em không thể nào hả em canh được nó, lỡ anh nó canh vô nó hốt anh rồi sao. Mà em nói với anh ha, em đuổi nó không có được, bây giờ em phải ở đây em canh nó. Em sao em cứ nói như vậy chị
à, nếu như mà chị không thấy yên tâm á thì thôi chị ở phòng này đi. Ý, bé thì nói chuyện dễ thương nè. Còn em có phòng làm việc có anh Thiên ở. Nè, cô. Anh Thiên này á kỳ cục dễ sợ luôn á, cứ rủ người ta qua nhà hoài à. Con xin lỗi hai bác nha, con cũng thấy ngại lắm. Thiên à, con là con của ba thì con cũng phải biết cái tánh của ba nè. Mà không phải tánh ba, cả cái gia đình nhà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng phụ nữ. Ba không thích con đi rù đến con gái người ta để làm cho con gái người ta mang tiếng. Ba nói đúng đó, gia đình mình là gia đình danh giá, cho nên con phải giữ sĩ diện nghe chưa. Còn con nữa, dạ. Thằng Thiên nó nói gì kệ nó. Nhà con ở, khi nào mà con vui hay là con rảnh á thì con qua con chơi. Chừng nào mà cưới hỏi xong muốn làm cái gì thì làm, đừng có để cho đàn ông nó nói ra nói vô rồi mình hạ giá mình. Vậy là không có tốt. Mình là con gái mà. Đó, hả con ha? Tự em làm khó em không? À dạ. Con cũng nói thiệt với hai bác luôn á, là gia đình con cũng danh giá lắm, con là cũng có giá lắm, chứ không phải là dạng thường mà kiểu mà dễ dãi như cô Mai đâu, kiểu mà không có gia đình mà lại nhà người ta ở miết, con không phải vậy. Ôi chèn, con Mai là khác à. Ủa sao khác? Con Mai nó đâu có thèm ở đây. Tự vì bác ép nó, bác năn nỉ nó, bác giữ chân nó lại, nó mới chịu ở đó chứ. Trời, bác ở lại hả? Ừ. Sao không bao giờ đấy bác con ở lại chơi. Bác sao được, con có bị giật đồ không? Con có bị mất hết tiền bạc điện thoại không? Rồi con có bị cơ nhở, con có bị mà lạc lõng bơ vơ giữa phố phường không? Với lại con là người thành phố, con đâu phải dưới quê như con Mai đâu mà giữ con lại. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn cơm. Thôi ăn đi con. Thôi ăn đi con. Dạ, mời ba má ăn cơm. Mời em ăn cơm. Ai gọi vậy ông? Con Liễu. Nghe coi nói gì. Alo. Ba. Ba nghe nè con. Ba nói với con là bữa nay ba qua mà, sao bây giờ ba chưa qua nữa? Ừ, ba qua liền đó. Thôi ăn đi, để qua bển. Để con ngót cho ba. Không, để bà uống trà thì phải có cái thú rót trà, con hiểu không? Dạ. Của con nè. Dạ. Rồi uống đi. Con cũng biết là ba má lớn tuổi rồi, cho nên ba má cũng ba. À, hôm nay ba qua đây là chia gia tài cho con đúng không? Chứ không phải là chỉ ngồi tâm sự với nhau thôi đúng không? Con cứ uống hết chung trà đi, cho nó nóng nó ấm đi rồi tính. Ba ơi, bây giờ ruột gan của con nóng lắm rồi, con mà uống thêm nước nóng này vô là cháy luôn cái ruột của con á ba. Cảm ơn ba. Ba, cái con cần là tiền trăm triệu, tiền tỷ, chứ con đâu cần mấy chục triệu này đâu ba. Ba, giấc mơ của con, dự định của con bị mấy chục triệu này của ba má đập tan hết rồi. Vô đây con, đi vô đây với má. Vô đây. Gì má? Cái gì mà má có vẻ bí mật vậy? Thiên à, má biết con phải lo toan nhiều thứ,
Cho nên má dành phần nhiều cho con. Nhớ đừng có nói với con Liễu, má cộng nó giận, má nó phân bì. Nghe con. Ừ, má không giận đâu. Cái phần này á, má cứ để chị hai đi, con tự giải quyết được mà. Con cứ cầm lấy, con Liễu nó cũng có phần. Con cứ làm cái việc của con đi ha, đầu tư cái gì đó thì cứ lo đi. Chừng nào mà thiếu thì để từ từ ba má tính ha. Nhớ đừng có nói cho con Liễu nghe nghe, nó giận má nghe con. Má đi à. Chị hai, chị. Đây em có một số tiền. Chị hai, chị làm gì vậy? Chị hai cho mày đó. Ba má đưa chị hai có nhiêu đó thôi. Mày coi á, mày xoay sở được nhiều mày xoay sở. Thôi em nhận đó, chồng chị đang khó khăn mà. Khùng hả? Cái này á là tao muốn ba má chia tiền để tao giúp mày thôi, chứ tao đâu có cần làm chủ trang trại gì đâu mày. Mọi chuyện nó sẽ ổn mà. Nó sẽ ổn mà. Ừ. Em không biết là chị lấy số tiền này gì em. Nếu em biết thì chị đừng có lo, em sẽ biết được mà. Không. Biết cái bệnh mày là bệnh sĩ, mày bị như vậy á, mày không bao giờ mày nói với ba với má đó, rồi biết bao giờ mày giải quyết được vấn đề. Mày có biết một ngày á, ông Dương nghe mấy chục cuộc điện thoại của ông Đạo không? Rồi một ngày mày nghe mấy trăm cuộc điện thoại của chủ nợ. Thế tao nhìn hai anh em bay như con mắm vậy. Mày nghĩ sao tao chịu nổi? Gió xuân đã về, bao nhiêu nụ hoa khoe sắc nơi nơi, tiếng chim ra. Đây là quà Tết của tất cả mọi người đây nè. Đây, cái này con biếu cho hai bác. Cảm ơn con. Còn cái này là của anh chị với lại Tori. Wow, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn cô. Đẹp quá rồi Tori nè. Còn cái này con đưa cho Lộc Hợi nè, quà của Lộc Hợi đó. Wow, Lộc Hợi cũng có luôn. Cảm ơn cô đi. Con cảm ơn cô, con cảm ơn cô. Giúp Lộc Hợi cũng có quà nữa hả con? Thiên. Con Thiên. Quà của con Mai nè. Hôm nay con Mai mua đồ Tết cho cả nhà mình luôn cô Thiên. Có đồ của Lộc Hợi nữa đó. Dạ. Con Lộc Hợi. Wow. Ủa sao cả nhà mình ai cũng có quà hết trơn, kể cả Lộc Hợi nó cũng có quà. Sao tôi có quà kỳ vậy ta? Ừ, ai cũng có mà chỉ một người không có thì nó cũng kỳ. Chứ sao, kỳ lắm á. Nói chứ cả nhà có quà không lẽ trừ em ra. Nè. Có thiệt luôn hả? Ồ, đẹp quá. Đâu, ướm thử cho má coi coi. Không mấy má thấy như vậy, con bận cái áo này đi gặp khách hàng đi. Coi như là lấy may mắn ha. Màu xanh là màu hy vọng đó. Đúng rồi. Cái thằng này tủ đồ có biết bao nhiêu cái, tự nhiên lựa cái áo màu tối thui lui như vậy đi tiếp khách hàng là sao? Ủa em, anh thấy màu tối đẹp mà. Anh cũng thích màu tối lắm á. Bận màu tối nhìn nó sang. Sang rồi. Sang. Ừ, sang bên kia luôn. Nó hết sang. Dạ. Chào cả nhà. Ôi, cô Mai. Nghe nói là cô Mai dưới quê lên rồi bị mất hết đồ hả? Nghiệp ghê vậy đó. Mà ba ở Mỹ về không có kịp. Ủa vậy tiền đâu mà mua sắm đồ tặng mọi người vậy? Thì tôi quý mọi người nên là tôi kêu dì tôi dưới quê gửi tiền lên thôi. Ủa vậy nãy cái ông mà nhìn có vẻ đại gia chạy chiếc xe sang sang đó là... Ủa không phải người trong gia đình hả? À, chú tài xế taxi. Ồ, trời ơi, gia đình mình biết không, tài xế taxi giờ không cần trả tiền đâu. Chở tới nơi ôm một cái thấm thiết là coi như khỏi trả tiền luôn hà. Ôi chè,
chị Đào này kỳ ghê, chắc chị nhìn nhầm á. Thì hồi nãy là chú taxi đó, chú cầm cái bịch đồ giùm tôi, xong rồi sau đó tôi mới chồm qua tôi lấy cái túi đồ, rồi cái tôi sẵn tiện tôi trả tiền luôn, mà chắc tại chị không thấy á. Ha. À thôi nè, anh vô anh thử cái áo của anh đi. Ủa có đồ tặng á? Dạ con cũng có quà tặng cho mọi người. À đầu tiên con gửi cho hai bác. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ chút xíu quà. Cái này của con nè bé ơi. Cảm ơn cô đi. Rồi. Rồi. Cái này là gửi cho anh chị. Cảm ơn em. Dạ. Anh ơi, em gửi cho anh đó honey. Tặng anh hả? Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ, coi. Mọi người coi thử đi. Để bắt coi. Đây em coi cho mình. Áo anh này hả? Dạ áo anh đó. Trời phù hợp với lứa tuổi ghê chưa. Ba má. Đẹp không cả nhà? Nè đẹp không? Cháu quá hợp. Cháu hả? Thấy cũng đẹp mà. Honey, anh thấy đẹp hả? Nhớ mặc cái áo của em nha. Con thấy là chói chang rực rỡ như vậy là nó rất là trẻ trung, năng động. Nói chung là ai mặc thì mặc, ai không mặc thì đưa cho con hốt hết luôn. Cảm ơn Honey. Thôi để lên đó thử, mặc thử coi đẹp không nè. Lên thử cái. Lần này cô lắp liếm được á, lần sau không có đâu nha. Cô không tha cho cô đâu. Ôi, đồ của Lộc Hợi thấy cưng quá. Tôi rất thích thiết kế của cậu. Tối giản, hiện đại, mang tính hữu dụng rất cao. Dạ. Nhưng bên cạnh đó rất thiếu hụt những điều tiện ích. Giống như là cây xanh trơ trọi giữa sa mạc. Cậu hiểu ý tôi chứ? Cho nên tôi quyết định không thể đầu tư. Nhìn cậu tôi biết cậu không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, đúng không? Dạ. Ba, nhậu mà không có mồi thì còn gì là thú vị nữa con. Dạ, cảm ơn ba. À ba. Làm chung con nha. Con là con trai của ba mà con không biết là từ nào tới giờ ba không uống rượu bia. À, dạ. Dạ, con xin chào thầy Nghĩa. Con nhớ à, lúc đi học ở trường thì phải kêu bằng thầy, về nhà mới được kêu bằng ba, đúng không? Dạ, ba lại cho con ăn trứng ngỗng nữa rồi. Bác, thôi không uống được bia, uống nước ngọt đi. Bia để cầm. Nè ha, biết uống không làm sơm vậy? Sơm hay không thì đó là chuyện của tôi. Nhưng tôi chỉ biết là tôi là một người rất là biết chừng, biết mực. Chứ không có giống như ai kia uống say xỉn vào xong rồi vô trong phòng của tôi quậy tùm lum tùm la hết à. Thôi, con đó có được bạn tri kỷ để mà uống rượu rồi ha. Ba đi xuống dưới gặp má con để mà phụ làm mấy con món tết như không? Dạ ba. Dạ, con chào bác. Sao? Dám cạn không? Cạn. Nè, con nói cạn mà. Thì anh cạn chai của anh đi. Còn tôi nói cạn ở đây là cạn hơi của tôi chứ tôi đâu nói cạn chai của tôi. Có vẻ như là cái áo màu xanh này nó cũng không mang lại hy vọng cho anh hả? Không phải là nó không mang lại hy vọng cho tôi, mà là hy vọng của tôi chưa trở thành hiện thực mà thôi. Ông ta nói đúng đến nỗi khiến tôi nhận ra là tôi không nên từ bỏ một cách dễ dàng một đối tác lớn đến như vậy. Và tôi phải tìm mọi cách để thuyết phục được ông ta. Chịu uống dữ ha. Vậy vấn đề là bị gì?
dự án không có được nhiều tiền ích. Nè, con thử nhìn mấy cái lồng chim cô làm đi. Nè, anh không phân biệt được lồng đèn may và lồng chim hả? Ừ, thì lồng đèn may. Tôi có nên thiết kế cho dự án AMC House một cái vườn treo không? Hả? Cái một vườn treo này nó không phải là một cái tiện ích ở xung quanh dự án mà nó sẽ là nằm trong lòng của dự án. Cô thấy sao? Tôi thì thấy anh chắc bị khùng rồi. Tại vì nếu như mà làm ra thành một cái vườn treo thực sự mà độc đáo thì anh sẽ tiêu tốn rất là nhiều tiền. Còn nếu như anh chỉ làm nó một cách nửa vời thì nó cũng chẳng có gì khác so với những dự án khác, đúng không? Quan trọng ở đây là ngoài cái tiện ích ra thì dự án của anh nó phải có một cái điểm nhấn gì đó cực kỳ độc đáo. Chứ nếu như mà anh chỉ chạy đua về mặt tiện ích á, anh chạy không lại người ta đâu. Cũng đúng. Từ xưa đến giờ ông ta chỉ toàn là đầu tư vào những dự án mang tầm cỡ quốc tế. Bây giờ tôi có làm á, cũng không có cơ hội nhiều. Có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ làm cái AMC House của anh á, nó phân ra thành nhiều khu nhỏ và mỗi một khu như vậy nó lại được thiết kế theo nhiều phong cách văn hóa của mỗi quốc gia. Thì tôi cảm thấy lúc đó như mà nhìn từ trên xuống dưới á, thì cái AMC House của anh nó sẽ giống như là một trái đất thu nhỏ như vậy. Và như vậy á, sẽ thu hút được rất rất là nhiều khách hàng nước ngoài bởi vì họ tìm thấy được cái sự đồng điệu gần gũi từ cái văn hóa của họ. Nè, sao lại rút, còn lại thông minh xuất thần đến vậy hả? Nè, anh nói cần tôi giúp gì không vậy? Ít gì tôi cũng là dân kiến trúc đó. Không cần đâu, tôi đâu có mất tài vô dụng đến nỗi cần cô giúp chứ. Được rồi, cô uống cà phê không? Tôi pha. Ừ. Nhưng mà anh chưa hỏi tôi uống loại nào mà. Cô uống cà phê gì? Cà phê sữa. Ok. Nhưng mà anh chưa hỏi tôi là ít sữa hay nhiều sữa mà. Ít sữa hay nhiều sữa? Ít sữa. Mà còn nóng hay là đá thì anh vẫn chưa hỏi tôi đó nha. Nè, cô rảnh quá ha. Còn anh là uống cà phê đen, không đường, không đá. Cái của tôi thì hơi khó pha chút. Thôi để tôi pha cho anh luôn cho. Sao cô biết Google của tôi mà pha? Biết chút chút. Mấy lần tôi vô phòng anh tôi có nếm thử rồi. Cô với Ngọc Hải đúng là hai chị em ruột. Thích 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 hửi hửi hả? Treo đây được nè ông. Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng có trồng rau nữa. Mẹ vừa chơi game mà mẹ vừa lặt củ kiệu nữa. Lát hồi sau mà có củ kiệu cho bà ngoại nữa. Rồi. Thấy chưa, con đã nói rồi. Mẹ làm cái gì mẹ làm một thứ thôi. Mẹ biết rồi rồi, mẹ không lặt nữa, để mẹ chơi. Hả? Cái gì kỳ vậy? Lát hỏi sắp cả nhà mình ăn. Mẹ lộn, mẹ lộn, mẹ không có trồng rau nữa mà mẹ cắt củ kiệu, được chưa? Cái gì vậy Liễu? Trời ơi mẹ, mẹ. Con trưởng thành chút xíu coi, để thằng Tori nó hỏi hoài, nó lớn không có nổi luôn á. Ủa chàng ơi. Dạ. Bận cái áo con chó kìa. Nè, bà dặn nha,
Tết nhất là lấy cái áo con heo bận cho bà, không được bận áo con chó nữa nghe chưa. Dạ. Dạ con chào cả nhà. Dạ con chào bác. Ờ, dạ chào con ngồi chào đi bác. Dạ con ngồi kế bác đâu. Dạ. Ôi nhà mình đông đủ quá bác ơi. Hên đi con đâu? Ê, dạ cậu đang vẽ ở trên nhà. Ôi vậy hả? Ờ vậy con lên con vẽ với ảnh nha bác. Thôi nè con. Dạ. Nó đang vẽ bê tông cốt thép, còn con vẽ mi, vẽ mắt, vẽ mày, vẽ môi, đâu có hợp nhau đâu mà lên trở làm chi. Cứ ở đây đi nha. À dạ. Ồ, qua đây má nha. Ồ, nó nghe nè, con thấy con Lộc Hợi cưng không? À. Không ấy vậy đi. Tết này bác tính trang trí cho con Lộc Hợi nó xinh đẹp chút xíu để nó ăn Tết. Mà con nhìn coi cái mặt nó đen thui giờ làm gì ta? Bây giờ con xăm cho nó cái chân mày màu trắng đi. Đúng rồi, chị dễ vậy, dễ vậy. Cho nó lạ. Ê. Bác, con làm đẹp cho người mà con đâu có làm đẹp cho lợn đâu bác. Con vẽ vậy nó thành con quỷ heo rồi sao bác? Ê, chị nè, chị cũng là người nè em. Thì bây giờ Tết chị cũng cần xinh đẹp rạng rỡ để đón Tết đó em. Ờ, đúng thì rồi. Em làm cho chị đi. Ờ, vẽ cho nó đi, vẽ cho nó đi, vẽ gì cũng được. Dạ. Thoải mái không chị? Dễ chịu lắm em ơi. Ờ, vậy massage chị cũng đã xong rồi ha. Vậy em đi lên phòng với ảnh nha. Em ơi, còn Tori nhà chị nữa cưng. Hả? Tori nó cũng mệt nè. Mệt không con? Dạ mệt. Ừ, nó mệt đó, massage cho nó giùm chị luôn em. Ừ, dạ, con. Con qua đây nè, cô massage cho con. Trời ơi, gia đình dễ thương quá nè. Qua đây con. Trời, nằm ngửa ra, nằm vật vả rồi con, đắp mặt nạ nha. Đắp mặt nạ cho con. Em ơi, em đắp xong đắp dùng Lộc Hợi giùm chị luôn nha. Nó ngủ rồi chị. Dạ. Ôi, gia đình mình cũng đã xong rồi. Em ơi, con trời, còn thiếu miếng chán. Ờ. À, miếng chán hả? Trời ơi. Trời ơi, cắt cà như ăn gỏi vậy. Sao mà mai mốt mình cắt cà mà để đắp mặt nạ là cắt mỏng nha. Giờ con đắp 2 miếng thôi. Thôi cô, 3 miếng đi mà con. Nè con. Nãy giờ chúng ta thấy là mình cũng đã hoàn thành được gần như ý tưởng rồi. Nhưng mà còn một cái khu gọi là gian bán hàng dành cho rất là nhiều thương hiệu lớn. Thì tôi đang không biết là đặt ở vị trí nào cho hợp lý. Xong em đi lên trên phòng nha. Dạ anh mới về. À, chào em. Dạ. Sáng giờ buôn lậu mệt quá. Đi buôn lậu anh. À, không anh lộn. Sáng giờ anh buôn chuyện với người quen. Trời mệt ơi. Quá. Dạ. Ê mong luôn. Dạ anh ngồi chơi. Bây giờ chồng chị đang mệt đó. Chị muốn massage cho anh để anh được thư giãn á. Em rảnh quá mà em ngồi em dạy cho chị đi. Để chị massage cho chồng chị. Ủa nào biết massage thôi em. Dạ. Có lý á, được á. Em nãy giờ cũng mệt quá. Dạ không? Em bị mệt á. Tori đi vô lấy nước cho ba uống đi con. Giỏi quá, cảm ơn con nha. Đào đào massage giùm anh cái. Đỡ quá, đi mệt về mà còn được đào massage. Ngồi cái bên đào massage sướng ghê. Thôi, thôi để Liễu nha em. À, đúng rồi chứ, nhà của Liễu mà. Làm vậy nát mặt đào. À, cảm ơn con. Gia đình dễ thương ghê luôn á ha. À, hỏi em mệt không, lấy nước cho ba uống á con. Dạ mình bắt đầu được rồi chị. Dạ. Gì vậy em? Massage. Anh đau cái lưng á, em làm một hồi anh đau đầu lắm. Bây giờ anh muốn đổi bên không? Thôi hết rồi, hết đau rồi. Thank you.
Thoải mái không ba? Đã quá. Con dạ. Bóp mạnh mạnh chút xíu đi, sao càng ngày càng xìu xìu vậy? Dạ hình như con sắp tụt canxi hay sao? Vậy hả? Chắc gia đình cũng thoải mái lắm rồi, cho con đi lên con gặp honey của con nha. Chưa con ơi, bác giờ bác mỏi hai cái vai quá, có gì con massage giùm bác. Đây nè. Đúng rồi. Dạ, hay là gia đình mình cho con gửi chiếc xe của con đi taxi về, chứ bây giờ tay chân con cũng mỏi quá, con cũng cần người đấm bóp chắc hơi cho con. Dạ, con chào gia đình á, con khỏi thăm ai cũng được. Nè, đi cẩn thận nha con. Thấy cũng tội. Thương quá. Nhưng mà kệ nó đi, chứ để nó lên nó quấy rối thằng Thiên với con Mai, hai đứa nó không có làm việc được á. Với ông ơi, tôi thấy tình hình của bộ thằng Thiên nó căng thẳng lắm đó. Căng xong căng má ơi. Dạ, không có, cái thần kinh con nó đang căng. Dạ, dạ, không có gì hết. Má sao tiếp đi. Hết hồn. Hai đứa này. Lúc nãy bên phòng làm việc các cô ngủ quên, cho nên tôi mới anh kéo lê tôi qua đây á hả? Đó. Cô nghĩ sao vậy? Chứ không lẽ tôi tự đi qua đây? Tôi nghĩ tưởng anh chắc ẩm tôi đâu có nổi. Trời, cô coi thường tôi dữ vậy. Nè, lên. Đứng lên. Chờ. Nổi mà. Lộc Hợi. Trời ơi. Trời ơi cậu Thiên, Lộc Hợi chưa đủ 18 mà. Thôi, nó bắt con Hợi đi. Lộc Hợi. Đuổi. Lùa Lộc Hợi ở đây nè. Lùa qua đây, Lộc Hợi. Thôi mày chết rồi. Hợi. Cắt được Lộc Hợi rồi. Đánh nhanh rồi. Thôi, đi ra ngoài đi cho tôi ngủ nữa. Thôi đi ra chút. Rồi. Chúc tụi cũng ngon đi con. Chúc tụi ngon đi. Mà chúc tụi ngon. Đó, mọi người tin con chưa? Con nói chuyện này một lần rồi á mà mọi người lơ con, không ai quan tâm hết trơn á. Bác thấy là có nhiều sự việc thấy nó như vậy, nhưng mà kết cuộc là nó không phải như vậy con. Đúng rồi đó bác. Trời ơi, trên đời này có nhiều người thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Trời ơi, hiền lành chứ quỷ ma không. Không, ý của bác nói là... Trời ơi ông ơi, tôi lo quá. Nếu như mà nó bảy đại gia đó thì còn được đi, còn cái này tôi sợ đại gia bẫy nó mới chết đó chứ. Trời đất ơi, cổ không bẫy người ta thì thôi chứ,
Ừ, nhưng mà con nghĩ trong cuộc đời này ai bẫy ai cũng là người xấu trơn ha. Không có chuyện đó đâu. Hôm trước là con có nghe cậu nói trên Sài Gòn này cậu có một ông chú, chắc là ổng đó. Hy vọng là vậy. Cô đang đâu đó? Tôi hả? Đang ở rất là gần anh nè. Nè, tôi không có giận với cô. Tôi đang đàng hoàng nghiêm túc, đang ở đâu? Ủa, sao tự nhiên nói chuyện nghe có vẻ như là đang hoài nghi tôi lắm vậy? Vì cô không có đáng tin cậy, hiểu chưa? Mình làm cho xong việc đi nha. Tôi vừa mới nảy ra một cái ý tưởng này. Tôi nghĩ là nó rất là hay cho mảnh thiết kế của anh. Nè. Hả? Gì vậy? Tối qua cô đi đâu? Thì tôi nói rồi mà. Tối qua tôi đi về nhà, dọn dẹp nhà cửa cho mình đóng qua tôi về. Ngoài ba cô ở Mỹ ra thì ở Sài Gòn này cô còn người thân nào không? Chỉ có mấy đứa bạn hồi đó học chung kiến trúc đó. Bây giờ tụi nó đâu có ở Sài Gòn nữa đâu. Sao vậy? Với cái chân dài miên man thế này thì đúng là cô chỉ hợp với đại gia siêu xe thì biệt tự thôi. Đang nói gì vậy? Cô Mai sớm trên à? Cô đừng có giả đò nữa. Thật ra cô ở cái nhà của tôi là chỉ muốn chứng minh cô là con gái nhà lành để dễ đi sang đại gia mà thôi. Có đúng vậy không? Anh Tiên sớm dưới à? Tôi thấy là anh hơi quá lời rồi đó. Anh hiểu làm gì đúng không? Có cái gì đó, anh cứ nói thẳng ra đi. Đừng úp úp mở mở nữa. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Được rồi, từ từ cứ ngẫm đi đi. Sao tính tình của anh kỳ cục quá vậy? Có cái gì đó thì cứ nói thẳng ra đi. Lúc nào anh cũng biết mật này biết mật nọ, giống như cái chuyện của anh nè. Cô thôi đi. Làm gì vậy? Tết á, hai bác dẫn Thiên qua nhà con chúc Tết ba con ha. Dạ. Nếu như mà hai bác qua nhà con chơi chắc là ba con vui lắm á. Ừ. Với lại cho con gửi lời hỏi thăm gia đình chị Liễu luôn. Khi nào mà Tết qua rồi mọi người có dịp gặp nhau sau. Con yên tâm đi, nhỏ đó nó dễ mà. Dạ. Bây giờ vậy à, hôm trước á bác cháu mình làm câu đối con nhớ không? Vậy bác nhớ. Làm nửa câu, con làm nửa câu đó. À, bây giờ về bác tặng con về nhà treo ha, ngắm. Cái câu là chúc Tết đến trăm điều như ý, mừng xuân sang vạn sự thành công đúng không bác? Đúng rồi. Dạ, con cảm ơn bác. Hai bác cháu hợp gu ghê á. Dạ thôi, nãy giờ con ở chơi cũng lâu rồi, chắc con xin phép con về. Ừ. Chứ để xe đợi. Thôi để bác ra bác mở cửa. Dạ. À, khoan khoan, để bác lấy một chút quà gửi cho ba con ăn Tết. Dạ. Ông mở cửa đi ông. Ừ. Tìm ai? Dạ. Tìm ai? Con đâu có tìm ai đâu. Con Mai nó mới vừa về đó. Ừ, nó mới về. Trời, con đâu có tìm cổ đâu. À, con định xuống đây pha ly cà phê. Để má pha cho. Dạ được rồi, để con pha cho má.
giờ mặt là biết rồi, bà còn chống chế giúp nó làm gì vậy? Ông này, đó ông cũng vậy thôi. Gì? Dạ. Tôi quá, bà theo đuổi tôi chứ bộ. Ôi trời ơi. Nói này mẹ nó cười bây giờ, khùng quá. Dạ con cảm ơn chú. Dạ con cảm ơn. Dạ rồi, trưa nay sẽ gặp chú. Cảm ơn chú đã cho con một cơ hội để trình bày lại ý tưởng của mình. Dạ rồi. Dạ cảm ơn chú. Thiên ơi. Thiên. Thiên. Hả? Gì vậy? Không ổn rồi, không ổn rồi. Bình tĩnh mà nói. Nhân viên trong công ty nghỉ gần hết rồi em. Còn mấy ông chủ nợ, cuối năm dí quá dí rồi. Anh sợ kia này mình không ổn rồi. Anh biết gì chưa? Biết cái gì? Một lát em sẽ đi gặp chú Cường để trình bày ý tưởng của mình lần thứ hai. Em tin chắc với ý tưởng này chú Cường sẽ đồng ý. Nhưng mà anh thấy cái ý tưởng mà một vòng trái đất, rồi trái đất này là của chúng mình, cái gì cũng, nói chung là mấy ý tưởng đó của em anh thấy nó chưa ổn lắm. Nó còn rời rời rạc rạc chỗ nào đó. Làm như tôi không biết cái mặt xấu xí của cô vậy. Còn mà đặt mô phỏng ở đây. Thiên. Ê. Ừ? Cái này là con gì vậy? Con người hay con quỷ? Ê không ấy, cho anh mượn cái tấm hình này nè. Anh ra anh hù mấy ông chủ nợ, cho mấy ông sợ chơi. Nha. Ê mà anh thấy hay đó nha. Hay gì anh? Mặt giận này chứ giận có ý nghĩa lắm á. Nè đó, coi như giận là giận từ Việt Nam nè, giận sang bên Lào, từ Lào bay qua Nhật vẫn còn giận, từ Nhật tới Mỹ giận chút chút, Mỹ sang Pháp giận lắm luôn, mà giận lắm luôn mà về tới Việt Nam vẫn nguyên còn giận. Mình làm cho xong việc đi nha. Tôi vừa mới nảy ra một cái ý tưởng này, tôi nghĩ là nó rất là hay cho bản thiết kế của anh. Anh Dương. Ơi ơi, cái gì? Em hiểu rồi. Hiểu cái gì em? Em hiểu ý nghĩa bức hình này rồi. Em hiểu được Mai muốn nói gì rồi. Nè, anh coi đi. Lúc nãy anh có nói với em là cái ý tưởng của em nó rất độc đáo. Đúng rồi. Nhưng mà nó hơi rời rạc đúng không? À. Rất là trùng hợp, rất là trùng hợp. Ý của Mai cũng vậy. Đây. Đó, anh nhìn đi. Ý của Mai muốn nói á là chúng ta có thể thiết kế một cái khu trung tâm ha, để có thể kết nối văn hóa tất cả các khu vực lại với nhau, vô tình tạo một cái đời sống tinh thần thoải mái, độc đáo cho khu dân cư AMC House. Ok, anh hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này nè, cái khu trung tâm. Còn mấy khu này là mấy cái khu khác mình liên kết lại với nhau được, giao lưu văn hóa lại với nhau. Đi hay, rất là độc đáo. Yeah, yeah. Em sẽ chỉnh sửa liền để trưa nay đi gặp chú Cường. Đi. Ông ngoại, làm gì ông ngoại, vẽ hoài vậy ông ngoại? Ông ngoại bán hả? Bán cha mày chứ bán. Hả? Nè, ông ngoại viết để mà tặng bà con chồng sớm chứ bán chắc gì. Ai... Tôi có làm mấy củ kiệu để tặng bà con. Làm gì có hủ củ kiệu à? Phải làm bánh mứt đường thêm cho, phải có cặp chứ cho củ kiệu không đơn chiếc quá vậy. Chàng ơi, hôm trước tôi rủ mấy bà hàng xóm làm, có ai chịu làm chung đâu. Rồi cái ba má mắc công làm không để con bán kiếm thêm chút đỉnh. Cứ đem cho người ta hoài, giết rồi cái nhà giống như cái nhà từ thiện. Con này thiệt. Ủa mẹ, cô Hồng ở dưới quê đeo nguyên một mớ mít luôn. Cô Hồng không có cho mẹ trái nào. Xong mẹ còn nói cô Hồng là keo kiệt nữa. Mà nhà cô Hồng đâu phải là nhà từ thiện đâu mẹ. Ủa, bữa mẹ có nói cô Hồng vậy hả? Chứ còn gì nữa. Để bữa nào mẹ gặp lại cô Hồng, cái mẹ xin lỗi cô Hồng ha. Đó, ông thấy gái rượu ông không? Sao? Lớn đầu rồi mà cứ để con nít nó sửa lưng hoài vậy đó. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi phát nhục giùm nó luôn hả. Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Yeah, 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 yeah.
À, dạ, cả nhà ơi, vợ yêu ơi, cho anh ôm vào cái, vợ yêu ơi. Ba ơi, ba ơi, ba cha. Cái gì vậy? Ôm con cái luôn. Thì mình. Vui quá cả nhà ơi. Chúng số ơi. Không có còn hơn vậy nữa, nói chung là Tết này đó, cả nhà mình sống lại rồi. Yeah. Nhà mình sống rồi, nhà mình sống rồi. Yeah. Mình sống rồi. Nè. Mình sống rồi cậu. Hai cái đứa này. Nói cái gì vậy? Hai đứa bay làm gì mà ôm sùm ra, chuyện gì? Cái này tôi biết. Thiên à, con tìm được nhà đầu tư vô cái dự án của con rồi hả? Dạ, con không những thuyết phục được đối tác đầu tư cho con, mà đây là còn mối làm ăn lâu dài nữa má. Người ta rất là thích ý tưởng của con. Trời ơi, con cũng quá giỏi quá. Vậy là mừng quá. Con phải biết cảm ơn con Mai đó nha. Nó giúp đỡ tụi con nhiều lắm đó. Nè, hai đứa tụi con, ba thấy nó cũng đang phát triển tốt. Bây giờ hình như trục trặc rồi phải không? Trục trặc cái gì mà trục trặc? Bây giờ có gì đi nữa, Tết này tôi cũng dẫn thằng Thiên qua bển gặp ba con Mai. Má, người ta thì hợp với biệt thự, đại gia và xe hơi hơn. Còn con trai của má không hợp đâu. Con đừng có nói vậy. Con của má cũng là giám đốc này nọ chứ bộ. Con của má cũng từng làm dự án này kia. Sao mà không xứng? Mà má nói con nghe, bây giờ con Mai nó có ở biệt thự, nó có đi xe sang đi nữa, nhưng mà cái tính cách của nó rất là dung dị, dễ mến. Má nghĩ ba của nó chắc cũng y chang vậy thôi, cũng dễ thương vậy thôi. Sao bà biết ba nó? Thì trong hình đó. À, mà trong hình bà thấy có cái lưng thôi, mà bà phá người ta như thánh vậy. Cha sao con vậy mà? Tấm hình nào ba? À, thì cái hình của con Đào nó đưa hôm trước đó. Nó đưa cho một sắp lận. Nhớ không? Mà ba nói thiệt nha, Mai nó tốt thiệt. Nó muốn ở lại đây để nó có điều kiện nó giúp đỡ con. Nhưng mà ba nó về rồi mà nó giấu nha. Đến lúc ba nó kêu nó đi về nhà thì lúc đó nó mới về bển. Nhưng mà về bển thì nó điện thoại, nó giải thích cho ba biết hết rồi. Vậy giờ ba má biết cô đang ở đâu không? Không biết. Em biết nè, em chào cả nhà. Anh nói với em á, anh không thích cổ. Anh nói với em là anh với cổ như chó với mèo, cổ thích heo, anh không thích heo. Vậy bây giờ anh hỏi nhà cổ làm gì? Làm gì anh nói em nghe coi. Nè nè con. Em làm gì dữ vậy? Anh có làm sai gì với em đâu. Thì xưa giờ anh vẫn xem anh là bạn mà. Anh không làm gì sai hả? Vậy sao lúc mượn nhà anh hứa anh làm cho em vui mà. Sao? Hai đứa bình tĩnh lại. Nếu như em không xem anh là bạn thì em cứ xem anh như một người thuê nhà của em bình thường đi. Sao em cứ làm khó làm dễ anh hoài vậy hả? Bây giờ em vừa lòng hái dạ chứ gì? Xin lỗi em không cố ý. Tội nghiệp con Đào chứ con. Nhưng mà cái chuyện mà cái nhà này không phải của con là ba má biết lâu lắm rồi. Ba má biết. Thiên à, con ngồi xuống đi. Ba má, hôm bữa hai đứa này nó gây lộn về cái công việc của con. Thằng Tori nó nghe hết á, sau đó nó mới điện thoại nó tâm sự với ông bà ngoại. Cho nên là ba má mới lên đây. Chẳng qua là ba má cũng không muốn hỏi con chi cho con khó xử. Khi nào con tự tin thì con tự nói. Thiên nè, con làm ăn thất bại đúng không? Con đang gặp khó khăn đúng không Thiên? Nhưng mà thất bại là mẹ thành công. Thất bại thì mình làm lại từ đầu. Cho nên ba má mới đùm túm lên đây ăn Tết với con, gần gũi con, chia sẻ với con. Con của má thông minh mà, con sẽ làm được. Đúng không Thiên? Thưa ba má, con xin phép. Thiên! Bà, Thiên! Mọi người hãy để cho nó ở yên một mình. Ta nói vương miện của gia đình đó là đạo đức, vinh quang của gia đình đó là sự hiếu thảo. Ba hãnh diện vì gia đình ta có được hai điều đó. Con à, gia đình rất quan trọng. Gia đình là chỗ dựa, con có thể chia sẻ tất cả mọi điều. Đằng này đối với con, gia đình con lại khoác lên một vỏ bọc nặng nề, thì thử hỏi
trên cõi đời này còn ai có thể chia sẻ với con được nữa. Bà, con xin lỗi bà, con xin lỗi má, con xin lỗi cả gia đình mình. Vô con. Theo mấy đó đó. Bên đây hả ba? Ừ. Thêm miếng đậu đi con. Xích ra chút xíu cái cọng kẽm sao mà nó không có thẳng. Ủa ba, con tưởng hôm nay hai bác đi lãnh tiền của cha mới gửi về mà. Ừ, lãnh rồi. Nhưng con trai của bác gửi tiền về, chứ nó không có về, buồn. Qua đây lấy tiền xài nè. Dạ. Đi đi đi. Bác tâm vui đi. Dạ dạ. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Ơi, cái đó trùng rồi, xích qua má. Má có gọi Mai qua đây không? Sao nãy giờ con không thấy cổ má? Kiếm làm gì? Nó qua rồi nè. Đưa đây, tao theo đây cái coi, sửa lại. Cô biết gói bánh hả? Đừng có eo. Chỉ tôi, chỉ tôi làm chứ. Kỳ vậy cậu Thiên. Cậu Thiên gói không cần khuôn mà đẹp hơn cô Mai nữa, mà nhanh hơn cô Mai nữa. Cái gì cậu Thiên cứ dẫn ai hoài vậy? Ủa, con trai, con không biết cậu con nổi tiếng á là nhất không khuôn nhìn tốc độ hả? Vậy sao nói mà biết gói hả? Chọc quê tôi hả? Thì mỗi lần á tôi thấy cô quê tôi mới thích được chứ. Nè, đứng lại cho tôi. Dạ, con gì hả? Đứng lại cho tôi. Hai đứa này thì lại cho tôi. Hai cái đứa này thì thích được. Nè, cái cây lộc dừng nè tôi đã treo quà lên đây rồi. Tối nay giao thừa, bà con tới đây hết. Mình vừa hái lộc đón năm mới là vui lắm luôn đó. Trái cây tới. Ôi, rồi nè chị hai. Đúng rồi, để đây, 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 đây nè, là mình nè, đây nè mình. Mình nặng dữ rồi nha. Wow. Rồi mai nè, mai vàng nè, để đây đẹp rồi. Ba má ơi, xong rồi ba má ơi. Dạ ba má, xong hết ba chưa má? Tụi con dạ rồi. Dạ mới vừa xong đó ba. Coi sách nhỏ này nó trang hoàng coi làm sao. Nói thiệt nha, cũng đẹp đó. Ngày đầu tiên á anh hai gặp ba má này nó có gì vậy? Lúc đó anh gặp ba má cái anh nói gì? Thôi để chị hai em nói đi. Chán anh ghê. Không biết tại sao ngày xưa ba má lại gả chị hai cho anh. Chào cả nhà. Ê. Ủa? Con là Mai, tụi con heo vàng, con tới đây mừng năm mới với mọi người đây. Chúc Tết đến trăm điều như ý. Mừng xuân sang, vạn sự thành công. Xuân sang tài đức, sanh phú quý. À, Tết đến nhân nghĩa đón bình an. Dạ. Dạ dạ dạ. Chú cụ, cháu Thiên đây là con của anh Nghĩa. Dạ đúng. Dạ đúng rồi. Là bạn Mai. Dạ. Ủa, đây là ba của con. Ba của con. À. Lẽ ê, ê, ê. Là cái vụ đó đó. Ê, em biết anh Nghĩa cái gì nha, thầy lại không biết gì đâu. À, xin cảm ơn gia đình trong thời gian qua đã chăm sóc cho Mai. Hôm nay cha con tôi đến đây để mà cùng dự giao thừa với mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Đây là quý quá rồi. Dạ. Yeah. 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 Con chào cả nhà, con tới rồi đây. Chào tới hả con? Dạ, chúc mừng năm mới cả nhà. Con có chúc lòng con gửi gia đình. À, cảm ơn con. Rồi, để đây luôn. Rồi. Chào rồi, 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 đưa nhang đây, bà phát cho mọi người. Dạ đây. Dạ đây, đây con phát cho mắt. Rồi, bây giờ bắt đầu nha. Ai có gì thì khấn cái đó nha. À. Bây giờ à, mời mọi người. Mình ra đây mình mới đón giao thừa đây nè. Rồi, đây. Dạ, dạ, bây giờ chú, dạ, chúc chú năm mới thật là hạnh phúc ha, sức khỏe dồi dào, tiền tài sẽ thật là nhiều. Cảm ơn cháu. Dạ, chào cô. Đồng hồ ơi, năm nay có mang đến cho chị Đào một tình yêu mới không? Hay, tôi cũng ế thay bà nè, bà nội ơi. Ơi, dạ, chúc mừng năm mới. Dạ.
Thấy gì không? Đó, cái bao lì xì cứ trên cao đó. Ừ, thì sao? Bao đó là được tiền nhiều nhất đó. Ủa sao tiền nhiều mà để trên cao như vậy thì sao em lấy tới? Tất nhiên rồi, cái gì càng quý giá nó càng khó khăn. Mà muốn lấy không? Tôi giúp con. Không. Thiệt không? Giả bộ hoài. Đây, lên lưng tôi nè. Nha, leo lưng tôi cổng lên rồi chờ giật nha. Ok. Đây. Trời ơi, lên nhanh vậy. Từ từ nè, lên chỗ này nè, đó. Thấy chưa, thấy lưng chưa? Đó. À, cái gì vậy? Gì đây? Ủa cái gì vậy? Ở đâu có đó vậy? Anh giữ gìn 30 mấy năm chỉ để dành cho em thôi đó. Trời trẻ con. Bỏ bánh tét vô. Bỏ bánh tét vô. Bỏ vô. Vui quá hả? Bỏ vô cái nồi này nữa. Cái cháy rồi. Bỏ vô. Bây giờ mọi người tập trung qua hai lọc. Hai lọc nha. Ây da. Cao quá. Cái nào cái này ha? Ừ, em lấy cái này, cái này. Tặng em nè. Cảm ơn anh. Đây đây, bà lì xì con nè. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Mùa xuân mới đón tia nắng về, trước kia đàn em bé tung tăng hát ca đón chào mừng xuân về thay áo mới, mang bình yên đi khắp nơi nơi, xuân về trên muôn lối, nhà nhà vang tiếng cười, xuân mang niềm vui. Mùa xuân về mang bao ánh nắng vàng, xuân về em vui hát ca vàng, cùng trao tặng nhau câu chúc an lành, cùng đón xuân trong bình an. Mùa xuân về gieo vui khắp phố phường, xuân ngập tràn khúc hát yêu thương, cầm tay cùng nhau vui đón xuân về, một mùa xuân vui lòng tràn phơi phới. Mùa xuân tuyệt vời.